Chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào ngày mới của STV. Một ngày mới lại bắt đầu. Cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm để đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình sáng nay. Thưa quý vị, ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong hoạt động truyền thông quảng bá là một nhu cầu tất yếu trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Bắt nhịp với xu thế đó, các khu điểm du lịch của tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Sơn La đến với du khách trong nước và quốc tế. Chúng tôi sẽ đề cập tới nội dung này trong một cuộc sống số sáng nay. Còn bây giờ như thường lệ là phần tin tức mới cập nhật. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện thống nhất liên thông chương trình, nội dung các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân Bộ Nội vụ chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện việc tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục. Bộ Kế hoạch Đầu tư tiếp tục tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương để thực hiện các chương trình đề án dự án tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học. Hai ông lớn quốc doanh là Vietcombank và Agribank vừa giảm đồng loạt lãi suất ở các kỳ hạn dưới 12 tháng. Đây là lần thứ hai trong tháng cuối năm hai nhà băng có vốn nhà nước hạ lãi suất. Tại Vietcombank, lãi suất các khoản tiền gửi dưới 12 tháng giảm gần 1% trong tháng qua. Biểu lãi suất tiền gửi thậm chí có kỳ hạn về dưới 2% một năm. Đây là mức lãi suất huy động thấp nhất từ trước đến nay của các nhà băng quốc danh này. Cụ thể, lãi suất gửi một tháng của Vietcombank hiện còn 1,9% một năm, 3 tháng 2,2% một năm, 6 và 9 tháng 3,2% một năm, còn gửi kỳ hạn 12 tháng lãi suất 4,8% một năm. Trong khi đó tháng 12, Agribank cũng giảm tới 0,8% với các khoản tiền gửi dưới 12 tháng. Tháng này nhiều nhà băng tư nhân khác cũng tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất niêm yết theo hướng giảm. Cục quản lý môi trường y tế Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tăng cường hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng người lao động trong mùa lạnh. Đối với người già và trẻ em, hạn chế ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 9 giờ đêm tới 6 giờ sáng. Khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm che chắn. Đối với những người phải làm việc trong thời tiết lạnh, nếu phải làm việc ngoài trời, cần giữ ấm cơ thể và làm việc với cường độ chậm. Cần phải giữ người, tay chân khô ráo tránh ẩm ướt, cần trang bị đồ bảo hộ đủ ấm. Đặc biệt, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong phòng kín. Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để đảm bảo không khí và chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức. Thưa quý vị, để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024 với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Sơn La trên cả 3 trụ cột chính là chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chỉ tiêu cụ thể đến hết năm 2024, duy trì 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền. Hạ tầng mạng băng rộng có quang phủ rộng trên 40% hộ gia đình, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện thoại thông minh đạt 62%. Trong năm 2023, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn, phát triển thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực dịch vụ, tiếp tục mở rộng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt mở rộng phạm vi đối tượng tham gia như người già, người về hưu, đối tượng chính sách, người hưởng trợ cấp xã hội, học sinh, sinh viên. Đến nay đã có trên 706.000 người có tài khoản giao dịch tại ngân hàng, tài khoản khác với tỷ lệ gần 80% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản, đạt mục tiêu tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đến năm 2025 theo nghị quyết số 17 ngày 7 tháng 3 năm 2019 của chính phủ. 100% các cơ sở trường học, các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã tích cực khuyến khích du khách thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Đến nay, 100% các cơ sở sử dụng mã QR code để khuyến khích tạo điều kiện cho khách du lịch thực hiện thanh toán điện tử. Tăng cường tuyên truyền vận động các đối tượng chính sách xã hội, bảo trợ xã hội và người có công thực hiện mở tài khoản ngân hàng chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng. Đến nay đã có gần 7.900 đối tượng chính sách thực hiện mở tài khoản. Trong năm 2023, các hoạt động tư vấn về việc làm, thông tin thị trường lao động được đẩy mạnh. Toàn tỉnh Sơn La đã tổ chức 8 ngày hội việc làm với trên 12.000 người lao động tham gia. Chương trình việc làm đã chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho khoảng 20.000 lao động. Công tác xuất khẩu lao động được chú trọng triển khai thực hiện. Trong năm đã kết nối thành công cho 278 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 248,2% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm giải ngân nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia Giải quyết việc làm, doanh số cho vay chương trình Giải quyết việc làm toàn tỉnh trên 124 tỷ đồng, với 2.187 dự án vay vốn tạo việc làm cho 2.187 lao động, đã giúp người dân có nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Đến hết năm 2023, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 62,9%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 26%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 3,71%. Trong thời gian tới, các sở ngành, ủy ban dân các huyện thành phố trên cơ sở tiến độ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ, bố trí nguồn kinh phí thực hiện, mở các lớp đào tạo nghề theo kế hoạch đề ra, đáp ứng nhu cầu của người học gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động việc làm. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức của trang Ngày mới sáng nay, tiếp tục chương trình với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, việc đưa các ứng dụng công nghệ số vào hoạt động du lịch ngày càng phổ biến, tạo điều kiện cho du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, từ đó lựa chọn những điểm du lịch nằm trong một chuỗi khép kín. Từ lưu trú đến các sản phẩm du lịch theo từng chủ đề. Tại tỉnh Sơn La, trong những năm gần đây nhờ sự nỗ lực làm mới, tăng trải nghiệm cho du khách, nhiều điểm đến đơn vị kinh doanh du lịch đã triển khai áp dụng công nghệ chuyển đổi số, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuần trăng mật của vợ chồng trẻ đến từ Italia đã lựa chọn điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới Mộc Châu. Cầu kính Bạch Long, cầu kính đi bộ dài nhất thế giới đã được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận thuộc địa bàn xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, trở thành một trong số điểm đến của hai du khách ngoại quốc ghé thăm đầu tiên. Tôi cùng với vợ đi hưởng tuần trang mật và Việt Nam là điểm đến đầu tiên. Chúng tôi tìm thấy nơi này ở trên Internet và cảnh thực tế ở đây còn đẹp hơn cả ảnh trên mạng. Những người biết đến cầu kính Bạch Long qua mạng như du khách người Italia này không ít Thông qua những trang web, ứng dụng hay cầm năng du lịch số được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai gần đây, tạo điều kiện cho du khách dễ dàng tiếp cận các sản phẩm du lịch của tỉnh. Hiện nay tôi đã xây dựng 10 cái tour du lịch tiêu biểu, nó phản ánh tất cả những cái sản phẩm du lịch của Sơn La và nó được số hóa dữ liệu, vừa được tìm hiểu thông tin, vừa được biết về ý nghĩa của tour đó và có thể là liên hệ để đặt dịch vụ và đồng thời là nó cũng rất dễ xem rất dễ nhìn và nó tạo cái sự ấn tượng và xem là muốn đến ngay thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để cho du khách có thể tiếp cận được và tìm hiểu được những cái điểm du lịch hay là khu du lịch hấp dẫn độc đáo. Khi mà khách du lịch đến đây du lịch sẽ có cơ hội để có thể được biết trước như là tìm kiếm những cái nguồn thông tin nó chính xác và giúp cho cái chuyến đi du lịch của khách được tiện lợi hơn. Mới đây, nền tảng ứng dụng du lịch thông minh Mộc Châu Tour đã ra mắt, tiếp tục góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, tạo cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, cải thiện đời sống an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn và tạo thuận lợi cho du lịch huyện phát triển. Ứng dụng này giúp cơ quan nhà nước dễ dàng quản lý các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, giúp các doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh khai thác, truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ một cách sâu rộng hơn. Từ cái phần mềm này thì khách du lịch tiếp cận với dịch vụ rất là dễ dàng. Thế đồng thời thì các cái giá cả dịch vụ cũng được niêm yết một cách rất là đầy đủ và công khai. À, như vậy rõ ràng là khách du lịch sẽ được hưởng những cái giá trị thật mà khi họ đến với Mộc Châu. Từ đầu năm đến nay, tổng lượng khách đến Sơn La đạt 4,5 triệu lượt người, vượt 5,4% so với kế hoạch năm 2023 đề ra. Doanh thu ước đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2022. Sơn La đang tiếp tục phát triển du lịch theo hướng bền vững, đa dạng hóa sản phẩm, phân đấu đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với đóng góp 10 đến 13% GDP. Việc tích hợp chuyển đổi số vào du lịch được kỳ vọng sẽ giúp khai phá thêm nhiều tiềm năng mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vâng, việc ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong quảng bá du lịch tạo bước tiến lớn trong ngành du lịch của tỉnh Sơn La, qua đó góp phần mở rộng sự kết nối giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh Sơn La đến du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian qua, Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Abixola, vận động cán bộ, nhân viên đóng góp kinh phí, huy động nguồn lực để chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện phong trào xóa nhà rột nát cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Gia đình anh Đinh Văn Luận là một trong những gia đình khó khăn nhất của bản Tường Trung, xã Trường Trung, huyện Mai Sơn. Cả gia đình có 3 nhân khẩu. Năm 2013, vợ anh Luận bị tai biến, liệt nửa người. Giờ đây chỉ còn anh là lao động chính, không có đất và tư liệu sản xuất, khiến cái đói nghèo vẫn luôn đeo bám, bao năm phải sống trong ngôi nhà tạm bợ. Tháng 10 vừa qua, gia đình anh được nhận số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng từ công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Abixela, cùng với sự giúp đỡ từ họ hàng, làng xóm. Đến nay, anh Luận đã xây dựng được ngôi nhà khang trang kiên cố. Được nhà hảo tâm cũng như là các doanh nghiệp trong tỉnh cũng như là huyện xã cũng Đồng Tâm giúp cho gia đình được có cái ngôi nhà ấm cúng hơn. Cũng như gia đình anh Luận, gia đình chị Lò Thị Khỏe ở xã Triềng Trung, huyện Mai Sơn không giấu nổi niềm vui khi được ở trong ngôi nhà cấp 4 vừa mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Có nơi an cư sẽ giúp gia đình có thêm động lực để lao động sản xuất và phấn đấu thoát nghèo. Được hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gia đình tôi đã tiến hành mua vật liệu, cát sỏi, tiến hành xây nhà. Đến hiện tại thì đã hoàn thành, gia đình rất vui. Với tinh thần tương thân tương ái, thời gian qua, công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sơn La và Agribank chi nhánh huyện Mai Sơn đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Trong năm, các đơn vị đã tiến hành hỗ trợ xây dựng mới 3 ngôi nhà đại đoàn kết với số tiền 60 triệu đồng. Các ngôi nhà được xây dựng bảo đảm ba cứng, giúp các hộ gia đình sử dụng lâu dài với mong muốn là các bà con nông dân hộ nghèo có một ngôi nhà khang trang vững chãi để có tới đây một có một cái Tết âm lịch đầm ấm bên gia đình và cũng là cơ sở để người dân yên tâm ổn định đời sống công tác và phát triển kinh tế tại địa phương. Với sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo động lực để các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung tay của xã hội, mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho người nghèo khó khăn về nhà ở là mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là niềm vui nhân đôi để tạo thêm động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo. Hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp lá lành đùm lá rách, chung tay vì cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tới đây, chương trình chào ngày mới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.